10. Phẩm chứng khuyến Phật bảo tối thắng Thiên vương nên biết Vô số đại kiếp trong quá khứ không thể nghĩ bàn Có đức Phật tên là công đức bảo vương Đầy đủ 10 hiệu Nước tên là bảo nghiêm Kiếp tên là thiện quán Có ấy sung túc vui vẻ Không có bệnh tật khổ não Trời người qua lại chẳng cách ngại nhau Đất đai bằng phẳng như bàn tay Không có núi gò, sỏi đá trông gai Cỏ nhung mọc khắp Mềm mại xanh biếc như lông phồng tước Cao trường bốn ngón tay nếu đặt chân xuống thì cỏ liền nằm dạp xuống cất bước lên thì cỏ trở lại như cũ hoa chiêm bác ca hoa duyệt ý vân vân và các thứ cỏ mềm mọc đều khắp rất xinh đẹp thời tiết chẳng nóng chẳng lạnh bốn mùa điều hòa đất bằng ngọc báu lưu ly li, tâm tánh của các hữu tình khi ấy ôn hòa hiền thiện Ba độc phiền não bị chế phục nên không còn hiện hành. Hàng thanh văn đệ tử của chư Phật Thế Tôn kia tới số một vạn hai ngàn muôn ức hàng đệ tử Bồ Tát có 62 ức. Con người lúc đó tuổi thọ tới 36 muôn năm không có người chết yểu. Có thành tên vô cấu trang nghiêm. Thành ấy từ Nam đến Bắc dài 128 do tuần, từ Đông sang Tây 80 do tuần. Thành dày 16 do tuần, tường cửa lầu đều do bảy bóng tạo thành. 10.000 khu vườn được trang trí trang nghiêm. 10.000 thành nhỏ bao vây chung quanh, có bốn khu vườn đầy hoa sen xinh đẹp với phong cảnh rất vừa ý. Chim khổng tước công đức dạo chơi đùa dỡn suốt bốn mùa. Có bốn ao lớn, bờ bằng bảy báu, ngang rộng đều bằng nửa do tuần. Đường đi và lề đường đều bằng vàng ròng, khắp đáy ao giải toàn cát vàng rất đẹp. Trong ao có nước đủ tám công đức, mùi thơm hoa báu sen lẫn. Trong đó có các vịt trời, chim nhạn, chim uyên ương tập trung nhảy nhóc vui vẻ. Bờ ao có nhiều cây, bạch đàn, xích đàn, thi lợi xa, cát tường vân vân trên cây có chim oanh vũ xá lợi bay nhảy vui chơi có vua chuyển luân tên là trị thế đầy đủ bảy báu làm vua bốn đại châu đã từng cúng dường vô lượng chư phật ở chỗ chư Phật gieo trồng căn lành sâu nặng, có tâm đại bồ đề bất thối chuyển, quyến thuộc nội cung 70.000 người thân hình xinh đẹp để phục vụ bảo nữ, đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vô chuyển đơn ấy, có đủ ngàn con sức lực dõng mãnh tráng kiện, đủ 28 tướng đại trượng phu có thể chinh phục quán định, cũng phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bấy giờ công đức bảo vương Như Lai đem các thanh văn và chúng Bồ Tát cùng với vô lượng trời rồng dược xoa kiện đạt phược A Tố Lạc, Yết Lộ Trà, Khẩn Nại Lạc, Mạt Hô Lạc Già, người chẳng phải người vân vân lần lượt trước sau đi vào thành vô cấu trang nghiêm. Khi ấy vua chuyển luân với xe bày báo dẫn đầu, cùng với một ngàn người con và quyến thuộc trong nội cung ra thành ninh dước, kính lễ thỉnh vào, thiết bày các thứ tuyệt diệu cúng dường. Thế tôn và các quyến thuộc thọ dụng đủ cũng dường xong trở về bồn xứ luân vương trị thế cùng bảy báu vân vân xuất thành cung kính đưa tiễn rồi trở về cung lúc ấy bỗng nhiên vua chuyển luân tự than thân người vô thường giàu sang như chiêm bao may mắn được đầy đủ các căn mà tránh tín còn khó khăn vậy huống chi được gặp như lai like, được nghe giáo pháp nhiệm màu thật là điều hiếm có như hoa ưu đàm vậy khi ấy, ngàn người con của vua biết ý phụ vương ngưỡng mộ Thế Tôn, muốn nghe tránh Pháp, liền kiến tạo đài đẹp rộng lớn, bằng gỗ nghiêu đầu trên đàn, tra nghiêm bằng bảy báu, gỗ đàn ấy một lượng trị giá bằng cả châu thiệm bộ. Đài này từ Nam chí Bắc dài 13 do tuần, từ Đông sang Tây rộng 10 do tuần, trụ lớn bốn góc tra nghiêm bằng các thứ chân bảo phía dưới đài có ngàn bánh xe báu sau khi hoàn tất dâng lên vua cha vua cha nhận rồi ban lời khen hay thay hay thay rất hiểu ý ta ta muốn đến chỗ phật để nghe chánh pháp Ngàn người con lại dựng tòa sư tử để trong đài an trí chỗ phụ vương ngự, sao cho các cung nhân được hậu cận trước sau. Quanh đài có các chuông vàng rất đẹp thòng xuống, rèm treo phan lọng lưới tre bằng bảy báu, lại giải các thứ hương hoa quý lạ, đốt hương vô giá, xoa dầu thơm. Khi ấy ngàn vị vương tử mỗi vị bưng một bánh xe giống thiên nga chúa bay bổng lên hư không đến chỗ Phật. Nhẹ nhàng để xuống đất và đi đến chỗ Như Lai, đến nơi đảnh lễ chân Thế Tôn nhiễu bên phải bảy vòng rồi lui đứng một bên. Khi ấy các quyến thuộc trong nội cung của vua chẻ luân kia nối theo phía dưới đài, vua cất mão ngọc và các quyến thuộc nội cung đều cởi giày dép ngọc đến trước chỗ Phật đảnh lễ sát chân Phật, đi nhiễu quanh Phật bảy vòng bên phải, lui ngồi một phía khi ấy công đức bảo vương như lai bảo trị thế đại vương hôm nay vì nghe chánh pháp mà ngài đến đây ư vua chuyển luân từ chỗ ngồi đứng dậy sửa sang y phục thưa bạch thế tôn những gì gọi là được nghe chánh pháp phật khen vua lành thay lành thay hôm nay ngài muốn cho chúng trời người được lợi ích an vui nên lắng nghe chánh pháp thâm sâu vậy lắng nghe cho kỹ suy nghĩ thật rốt ráo ta sẽ phân biệt giải nói cho đại vương trị thế bạch phật xin thế tôn cứ nói con rất muốn nghe thế tôn bảo vua đại vương nên biết các đại bồ tát hành phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa thâm sâu đã đạt được tánh bình đẳng của tất cả pháp gọi là chánh pháp bao gồm bốn niệm trụ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác